Hi, welcome back to my channel. Start get go. So we so far. Ok, vào video thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. Hello, level. Let's go.
Okay, let's go. Bây giờ xem ông ta đi đâu. Ông ta đi ra đây, tài thật. Sau đó thì mình sẽ đi ra sau. Oh my god, ông ta nhìn thấy mình rồi. Chuyển nhanh, chuyển nhanh. Let's go, let's go. Như thế các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo trong tựa game này. Ok, và bây giờ là tựa game thứ 3, Tank Hero. Up Studio. I need a plan. Oh, I think I've seen something.
Let's go. Let's go. I think I've seen something. What's going on here? Calm down. Everything is under control. Rồi, sau đó thì mình sẽ phải xem. Chị sẽ khóa lại. Smile. Anh chàng smile sẽ mở. Ok. Các bạn sẽ phải đi nhặt 3 món đồ để nhờ anh chàng Spy chế tạo.
tiên. Và món đồ thứ hai, món đồ thứ hai đâu đó gần đây mình vừa nhìn thấy. Đây rồi. Món đồ thứ ba xuống rồi. Ok. Và ở đây thì các bạn sẽ nhờ anh chàng Spy chế tác ra một loại để mở khóa. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái này để mở chiếc chìa khóa ra và tiếp tục làm hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo trong cái này. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 5. Let's go. Go. Đó, thành công. Mình thua chứ không phải thành công. Wow. Oh man. Ok. Ui, biến thành khổng lồ. Ok. Rồi, và tự nhiên thứ 6, Granny Chapter 2. Không chui ra được. Wow. Cái đó phải mất đi hoặc là các bạn phải kéo ra nữa thì mày ra mới chui được vào trong. Mình cứ tưởng chui vào được nên đang định chui vào để lấy món đồ. Cuối cùng thì bị bà ta phát hiện. Wow. Chui đây. Let's go. Ở đây các bạn sẽ phải tìm một khẩu súng hoặc là tìm một khẩu súng điện. Lúc đó thì các bạn với có thể có cơ hội
để tiêu diệt ông bà này. Wow, hết bà rồi đấy không? Ok, Lake Boss on air. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải càng chạy được lâu càng tốt. Map này là một năm những lý tưởng để cho các bạn có thể chạy được luôn. Một năm khá lý tưởng luôn. Sinh tại chỗ luôn. Wow. Ok. Because. Và từ game này thì các bạn sẽ phải sinh tồn. Sinh tồn làm sao? Đó là các bạn sẽ chặt những gỗ, cây gỗ hoặc là làm những đá. Rồi các bạn sẽ chế tạo cho mình những món đồ. Sau đó thì sẽ phải xây và tạo cho mình một ngôi nhà khá lý tưởng. Mình sẽ vào cái cũ xem. Không biết là buổi sáng hay buổi tối nào. Nếu buổi tối thì các bạn sẽ phải tiêu diệt và gặp những con quái vật. Rất là khó nha. Let's go. Buổi tối rồi. Ở đây các bạn sẽ phải gặp những con quái vật. Và các bạn có thể chế tạo cho mình. Đầu tiên các bạn sẽ chế tạo những cái thanh này. Đó, và khi có thanh này thì các bạn sẽ chế tạo được rìu, kiếm. Mình sẽ làm một chiếc rìu rồi. Kiếm này. Để khi đó thì các bạn sẽ dùng chiếc kiếm này. Xử lý những con quái vật nào mà dám đến gần các bạn. No. Đêm hôm là lời sinh tồn mà các bạn phải. Oh my god. Các bạn phải sinh tồn. Thì mới khá là đông. Rất đông yêu quái của đêm luôn. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.